Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Diệp Thanh Thanh. Em phải vén đủ mọi thứ để đi lên phải không? Xin mời em. Em lấy cái micro có lời chào đến quý vị khán thính giả đài SPTN please. Diệp Thanh Thanh xin thân mến kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của anh Công Thành Show và xin được kính chào tất cả quý vị quan khách của đài truyền hình SPTN. Xin kính chào. Xin cảm ơn em. Giờ em ngồi xuống cho anh hỏi nè, ngoài cái đi hát của em đó là em có một cái business là về seafood phải không? Tức là đồ biển đó phải không? Không, em thì lo về bên nhà hàng nhiều hơn. Mà ông xã em thì ông lo về... Ông xã lo về cái kia. Thì hồi nãy nó mình nói chuyện, thưa quý vị, bây giờ là ai cũng lo về cái coronavirus. Thì em thấy... thì Diệp Thanh Thanh nói bây giờ cái business nó xuống hẳn luôn đó. Mà tất cả business ở chợ tàu cũng bị ảnh hưởng phải không? Có chút chút. Có ảnh hưởng nhiều hay không thì em không biết, nhưng mà phải có ảnh hưởng chứ anh. Of course. Thì nhưng mà em nói hồi nãy là cái... tại vì những cái chỗ nào mà đông người á, thường thường người ta lại sợ, người ta không dám tới. À, có bị ảnh hưởng chứ. Nhưng mà còn nhiều hay không thì em không biết. Anh thấy chút, chút, ở bên Trung Quốc người ta đeo mặt nạ hết rồi. Thế bên Rosemith của em có đeo mặt nạ không? Có người đeo người không thôi. Em thấy mấy người tính tiền ở trong chợ đó, hầu như người nào almost nha là đeo mặt nạ đó. Vậy hả? Ờ. Hôm qua đi mua thuốc ở Walgreens, nó để ngay trước nghĩa, không còn một cái mặt nạ nào hết. Em biết tại sao không? Họ mua, họ gửi về Trung Quốc. Tại vì bên kia là không có thể nào mà em mua được mặt nạ nữa. Ờ, cái... Để làm rửa tay, không rửa tay, hand sanitizer. Ồ. Thế còn cái tiệm ăn của em có bị ảnh hưởng không? Cũng có chứ em, tại khu của em là khu người Hoa nhiều, cũng có chứ. Vậy hả? Hơn một năm rồi bây giờ mới gặp lại em. Mà cái lúc mà em là còn cái studio cũ phải không? Hồi lúc lúc mà anh Thành chưa qua đây, lúc mà SPTN còn ở bên cái building bên kia. Đúng rồi, cái building bên cạnh. Đúng rồi. Thì thành ra bây giờ là hơn một năm đó. Hơn một năm nhưng mà anh Thành vẫn như vậy, không có gì khác. Em cũng vậy, không thay đổi. Vẫn ớn, vẫn cao như thường. Anh nghe sữa cũng vậy. Cũng dễ thương, cũng mỏng mỉm vậy à. Lát thôi cho mừng cái lượt chút xíu nha sữa. Bây giờ nè, lát nữa mình nói thêm nhiều chuyện. Bây giờ anh muốn giới thiệu để em trình bày một nhạc phẩm đến với tất cả quý vị ngày hôm nay nhé. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị giọng ca của nữ ca sĩ Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh sẽ trình bày với quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lâm Phương. Nhạc phẩm được mang tên Anh Là Tất Cả. Xin quý vị thưởng thức sau đây. Đợi mình chung ước mơ bên nhau
mãi mãi gần nhau. Thanh Thanh.